Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Trọng Nhà Thờ. Trọng Nhà Thờ là đơn vị chuyên thi công nhà thờ họ tư đường bằng gỗ, bằng bê tông. Hôm nay đơn vị Trọng Nhà Thờ xin phép được gửi đến quý vị và các bạn một cái mẫu vi keo. Cái vi keo này nó chính là cái vì mà ngăn chia giữa phòng khách và phòng ngủ của một cái nếp nhà 5 gian. Với cái vị trí này thì bộ vì được hình thành trên 6 hàng chân cột: cột hậu, cột con, 2 cột cái, cột cửa và cột hiên. Cấu trúc của bộ vì sử dụng lối trồng dương đấu sen, và điểm nhấn đó là cái khu vực cầu đầu. Quý vị và các bạn nhìn rất là rõ cái khu vực cầu đầu, có cái hệ thống cầu đầu và hệ thống con trồng được chạm khắc rất là tinh vi và kênh bong. Thì tất cả những cái mẫu hoa văn này hiện tại cũng đang là cái mẫu hoa văn mà đơn vị Trọng Nhà Thờ cũng rất là chú ý, đặc biệt lưu tâm để mà sáng tác cũng như là thổi hồn lên trên cấu kiện gỗ. Đối với cái bộ vi keo này thì nó đảm bảo hai cái tiêu chí, đó là cái tiêu chí thứ nhất là cái vi keo và sau đó sẽ có cái hệ vách để ngăn chia giữa không gian 3 gian thờ, phòng khách và cái khu vực 2 buồng ngủ, thì nó phải kín ở phía trên và dùng bằng các cái hệ thống kết cấu các cấu kiện gỗ được chen khít vào nhau. Đấy, quý vị nhìn rất là rõ. Đây cũng là một cái vị trí mà đơn vị Trọng Nhà Thờ áp dụng những cái đường nét chạm trổ hoa văn rất là tinh tế và nêu bật được cái vẻ đẹp của ngôi nhà. Khi các cái yếu tố hội tụ đủ như là hệ thống kết cấu, những cấu kiện gỗ ăn khớp với nhau bằng màng mộng, rồi trên đó sẽ được chạm trổ điêu khắc những hoa văn, cách điệu, hoa lá, thì điều này sẽ nêu bật được cái giá trị của ngôi nhà, đó là giá trị về gỗ, giá trị về tinh hoa mà người thợ đã thổi hồn vào trong ngôi nhà. Và vừa rồi là một cái giới thiệu sơ bộ về một cái vi kèo, hình dáng của vi kèo ngăn chia giữa 3 gian phòng thờ, phòng khách và 2 buồng ngủ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị những video tiếp theo. Xin chào.